Bạn đã biết thông tin gì chưa? Năm cũ của Amway đã khép lại và năm mới chuẩn bị mở ra một sự kiện đặc biệt vào đầu tháng 9 này. Một chương trình cực kỳ hấp dẫn sẽ mở màn cho một bước ngoặt mới thay đổi cuộc đời của bạn. Đó chính là chương trình huấn luyện đặc biệt Đại hội thành công của hệ thống Rado Nam A. Nếu bạn là người có ước mơ, có khát khao muốn thay đổi cuộc đời của mình thì tuyệt đối không thể bỏ qua chương trình đặc biệt này. Quy tụ rất nhiều người khắp mọi nơi trên toàn quốc đều về tham dự. Với sự xuất hiện đặc biệt của người thầy sáng lập ra hệ thống thành quán quốc tế Nam A trên toàn cầu, thay của những người thầy, bậc thầy huấn luyện thành công cá nhân với kinh nghiệm gần 30 năm xây dựng hệ thống kinh doanh Amway trên toàn cầu, đó chính là thầy Trần Hiểu Mân. Và chắc chắn rằng đây sẽ là sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời của bạn. Hãy đến đây học trực tiếp và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào ngày 6, 7, 8 tháng 9 tại Thuận An, Bình Dương. Đừng bỏ lỡ sự kiện đặc biệt này. Hãy cùng nhau nắm bắt và liên hệ với người chia sẻ bạn video này để có tấm thư mời tuyệt vời vào ngày 6, 7, 8, 9 bạn nhé.